Xin chào các anh chị và các bạn Chào mừng mọi người đến với chương trình tự học tiếng Hoa của chúng tôi Sau đây chúng ta sẽ cùng nhau làm quen phần 6 trên 20 Của chương trình tự học tiếng Hoa 2000 câu khẩu ngữ hoa Việt thông dụng Xin mời mọi người chúng ta cùng theo dõi nha Chúng ta có câu 551 Chỉnh quên hồ sơ tranh nã lì quên hồ sơ tranh nã lì Xin hỏi <laughs> ga xe lửa ở đâu vậy? Câu 552 Hảo trạo, xe sơ hô, nữ hoàng xến dầu bùa huyền, chú sơ Hảo trạo, xe sơ hô, nữ hoàng xến dầu bùa huyền, chú sơ Hảo trạo đây có nghĩa là dễ tìm Xe sơ hô là sau khi xuống xe Nữ hoàng xến dầu bùa huyền Bạn đi thẳng về phía trước không xa Chú sơ chính là nó Như vậy thì dịch là dễ tìm lắm Sau khi xuống xe, anh đi thẳng về phía trước không xa Thì sẽ đến câu 553 Nì trú dài <laughs> nà gờ Khuê sơ tờ cao sẵn cung duy lì ma Cung duy ở đây là chung cư Cung duy lì là trong chung cư Cao sẵn cung duy là chung cư cao tầng Khuê sơ tờ cao sẵn cung duy Có nghĩa là chung cư cao tầng màu xám Như vậy Nì trú dài nà gờ sơ tờ cao sẵn cung duy lì ba anh sống trong cái tòa nhà chung cư màu xám đó phải không? câu 554 tuy à của mình chu ba sận ba er sư hào vàng gen tuy à của mình chu sư hào vàng gen đúng vậy hoặc là đúng rồi của chúng tôi sống ba sận ở tầng 8 ba er sư hào vàng phòng 824 hoặc là phòng số 824 câu 555 do nghĩ mới vô lại là do ni sa mi yo khỏi là ủa do này là chỉ sự ngạc nhiên á ủa ni sa mi sa đây là bằng với quý sa mi tại sao bạn vô khỏi lại là lại trở về vậy tức là có vẻ như là mới nói đi đâu đó mà chưa bao lâu lại quay trở về ni sa mi yo lại là câu năm trăm năm mươi sáu của quan là tai quan là tai quan là quên quan là đã quên tôi đã quên mang theo tiền tài là mang theo tiền. Câu 557 Ba bà, phản chén lì chẳng mơ mơ lần à? Phản chén lì trầm mơ mơ lần à? Phản gen lì là trong vòng trầm là bằng với quý sơ là tại sao trơ mơ lần là lạnh như vậy? Bố ơi sao trong vòng lạnh như vậy? Câu 558 Lần sơ mơ lần à? Lần sơ lần à? lạnh gì mà lạnh chứ nó nói cũng giống như tiếng việt mình vậy ví dụ tốt gì mà tốt học sớm hỏi lần sớm lần à Nì khan chai han nè con xem à con xem quả chai liễu han là đổ mồ hôi trơ han là đang đổ mồ hôi còn từ nơ đó thì nó đi chung với cái cấu trúc là chai cái gì đó nơ hoặc là trơ nơ nó luôn luôn như vậy quả chai liễu trơ han nè bố đang đổ mồ hôi đây Câu 559 Trung Quỵnh trinh tờ thai nạn xẻ là Trung Quỵnh trinh tờ thai nạn xẻ là Trung Quỵnh là tiếng Trung hay tiếng Hoa cũng được Trung Văn á Trinh tờ là quả thực Thai nạn xẻ là quá khó học Tiếng Hoa thực sự khó học quá đi Trung Quỵnh trinh tờ thai nạn xẻ là Câu 560 Nạn sớm mới à Cũng có thể nói là nạn sớm mới nạn nha Khó gì mà khó Trừ sư nị, bố đoán xin xẻ xỉ. Trừ sư nị, bố đoán xin xẻ xỉ. Trừ sư là chỉ là, nhưng mà dịch là chỉ tại con. Bố đoán xin xẻ xỉ, không chuyên tâm học tập, tức là không có tập trung học tập thôi. Câu 561 Nị chấm mơ bố khai xơ lại nè, nị chấm mơ bố khai xơ lại nè. Tại sao anh không lái xe đến vậy? Tức là tại sao không lái xe hơi đến á Câu 562 Giao sư khai <laughs> sơ tờ hoa Giáo sư khai sơ tờ hoa Giao sư tờ hoa đó là cấu trúc Giao sư khai sơ tờ hoa Nếu như lái xe Nếu không có cái tờ hoa đó cũng được Nếu mà lái xe Hoặc là nếu lái xe Thì bây giờ tôi còn đang trên đường đấy Hãy chạy lưu sang nè câu 563 ní cho mà chiến sáng lái hoàn ná ní cho mà chiến sáng lái hoàn ná chiến là thường xuyên lái hoàn là đến trễ tại sao anh thường xuyên đến trễ vậy hoặc là tại sao chị thường xuyên đến trễ vậy yên quê mày thêm chào sang của tôi giao sung hải chờ tao sẽ chờ yên quê là bởi vì mày thêm chào sang là sáng sớm mỗi ngày của tôi giao sung hải chờ tao sẽ chờ -xu

cái xe gắn máy của tôi lại hư nữa vô hoài là câu 566 Này, yên cái mà dĩ lên xin ta bà nỉ yên cái mà dĩ lên xin ta bà bạn nên mua một chiếc xe mới đi xin ở đây ta sẽ hiểu là xin tờ sơ câu 567 dỗ lơ chàng lý rơ bùi yên dỗ lơ chàng, tức là khu vui chơi lý trơ là cách đây không xa. Chúng hai tu ba. ba. ở ta sẽ hiểu nó là tốt hơn là hoặc là hay là hay là chúng ta đạp xe đi nhé, đạp xe đạp chứ chi sinh sơ. Câu 568. Hảo à, 6 điểm ban, chúng ta xuất phát ba. Hảo à, Lưu tiền ban của mình xu bà là được ạ à. Lưu tiền ban của mình xu phá bà 6 giờ rưỡi chúng ta xuất phát nha Câu 569 Tha mình xin mài tờ na thao phản giờ Trên hảo à Tha mình xin mài tờ na thao phản giờ Na thao phản giờ là cái căn hộ hay là căn nhà cũng được Thao là lượng từ Cái căn nhà hoặc là căn hộ mà họ mới mua đó trên họ à, thật là hay đấy Tha mình xin mày tới nó thao phẳng giờ trên họ à. Câu 570 Hào sớm mấy à Cho sớ chín sớm do trung thủ Hào sớm mấy à Hay gì chứ Hay gì mà hay chứ Cho sớ là ngồi <laughs> xe vào thành phố Giao lẹn có trung thủ Phải <laughs> 2 tiếng đồng hồ câu 571 Ni khan của tờ phản chen Trời giang bu trì xuyên ma Nì khan là anh xem Của tờ phản chen Trời giang bu trì xuyên ma Cái phòng của tôi Bố trí hoặc là trang trí như thế này Được không hoặc là ổn không Của tờ phản chen Trời giang bu trì xuyên ma Câu 572 Hãy khởi gì Trừ sư tung si thay tố là Hai khởi gì trừ sư tung si thay tố là Hai khởi gì là cũng được đấy Trừ sư là chỉ là Nhưng mà mình có thể dịch thoáng là Nhưng mà tôn si thay tố là đồ nhiều quá Đồ đạt nhiều quá Câu 573 Xèo trang dạng tơ cổ mấy Xèo trang dạng tơ cổ mấy ăn Câu chỉ tơ Đằng sau mình dịch lại như vậy là Con chó mà bạn trương nuôi á Như thế nào Tức là nó đẹp hay nó xấu Nó dữ hay nó hiền gì đó Xiao Trang giảng tơ cổ mấy hàng. Câu 574. Bé thỉ tốt khởi ai à? Bé thỉ là khỏi phải nói. Thỉ là đề cập đến Bé thỉ là khỏi đề cập đến. Tố cái gì đó? A à, thì dịch là thật là. Tố khởi ai à? Thật là dễ thương. Như vậy là dễ thương khỏi phải nói. Câu 575. Xéo lì chín thiên chấm mấy cao lì chín thiên Chẩm mơ mơ cao Hôm nay bạn Lý sao lại vui thế Hôm nay tại sao bạn Lý lại vui như thế Trâm mơ cao xiên Câu 576 Tha sâu to Cha lì chi lại Tha to Anh ấy nhận được Nhận được gì Tức là nhận được tiền để Tha sâu to còn khoản tiền nó như thế nào? gia lì chi lại tờ Tức là khoản tiền mà do gia đình gửi đến cha lì chi lại câu năm trăm bảy mươi bảy ba bà ta sủng máu chơi ai ta xí à ba bà, bà ta sủng máu chơi ai ta, xí à bố ơi ta sủng máu là con gấu trúc con gấu mà chỉ có ở trung quốc mới có đó con panda đó chơi ai thích ăn nhất là cái thứ gì? Tức là mình có thể dịch là thích ăn cái món gì nhất những thứ mà gấu trúc thích ăn nhất là gì vậy câu 578 ta xuốngng mau chơi ai chứ ta? sư chủê khở chủuậ ta xuốngng mau chơi ai chứ ta? nếu nghe chỗ đó mình ngưng lại thì những cái thứ mà gấu trúc thích ăn nhất sư chủ dê là lá trúc ở trũ xuẩn Và măng trúc Câu 579 Bạn thích nhất là động vật gì? Hoặc là bạn thích nhất là con vật gì? Bạn thích nhất con vật gì thì mình cũng có thể nói lại Bạn thích con vật gì nhất? Câu 580 Câu cổ cậu hui khan cha ủa chê hoan cổ cổ huy khan cha tôi thích nhất là chó như vậy là tôi thích chó nhất chó biết trong nhà cổ huy khan cha câu năm trăm tám mươi mốt chẳng lì tơ sân hùa chế dô duê lại duê chìn trang ủa trên tờ thái lê là chẳng lì tơ sân hùa chế dô sân hùa chế dô chế là tiết tấu nếu đây mình dịch là cái nhịp sân hỏa trẻ trô là cái nhịp sống nhịp sống ở trong thành phố Duyên lại duyên chìm trang là ngày càng căng thẳng thì dịch thoáng là đời sống ở trong thành phố ngày càng căng thẳng của trên tờ thái lây là tôi quả thực quá mệt luôn trên tờ là quả thực trên tờ thái lê là quả thực quá mệt luôn quá mệt mỏi câu 582 trăm tám mươi hai của

Rốt cuộc ngày mai anh có thể đến không? Miễn thiên thì anh đi to tị nâng bố nâng lại. Câu 584 Giao sư bố xe dự, bố dĩ tiếng hơi lại đó. Giao sư bố xe dự, nếu như mà không mưa, bố dĩ tiếng hơi lại thì tôi nhất định sẽ đến. Hơi ở đây có nghĩa là sẽ. Câu 585 Trời sư nị tờ xin sớm á? 这是你的新车吗? Đây là xe mới của bạn phải không? Câu 586 Nả à? Hoặc là nả lì à? Đâu có Tô mài nén là Tô ở đây không có nghĩa là đều Mà có nghĩa là đã Đã mua được mấy năm rồi Hảo chỉ, nén Tức là đã nhiều năm rồi mình hiểu như vậy Tô ngoài cái nghĩa là đều Còn nghĩa là đã nha Ví dụ của tô sư sử xoay là tôi đã 40 tuổi rồi. Câu 587 Xeo hủng Trê thao xa phá tôi sao xẻ nà Xeo hủng trê thao xa phá tôi sao xẻ nà Bạn Hồng à Trê thao xa phá là bộ sofa này Tôi sao xẻ bao nhiêu tiền vậy Câu 588 Y chén ba bài khoai Y chén ba bài khoai Một ngàn tám trăm đồng Câu 589 Nị sơ si cúng rễn, hay sơ oai ti rễn à? sơ si cúng rễn, hay sơ oai ti rễn à? Si cúng rễn là người Sài Gòn Oai ti là người ở vùng khác đến Như vậy là anh là người Sài Gòn hay là người vùng khác đến vậy? Hòa sơ oai ti rễn Hòa tôi là người vùng khác đến

tôi cho tôi bố tôi ai à ôi chà chín thiên của cho sắm mà hôm nay tôi làm cái gì tôi cho tôi bố tôi đều làm không đúng tức là đều làm sai cả cho tôi bố tôi câu 593 trăm chín mươi ba ti dĩ sư lại duyên nạn mà ti dĩ là lần thứ nhất hoặc là lần đầu tiên chơi sư nỉ ti dĩ sư lại duyên nạn mà đây là lần đầu tiên anh đến Việt Nam phải không? câu 594 Bù, wo lái qua hảo chỉ Bù, wo qua hảo chỉ là Không, tôi từng đến nhiều lần rồi Lại qua là từng đến Hảo chỉ là nhiều, hảo chỉ xưa là Đã nhiều lần rồi Câu 595 Xin quên Chào chỉ sư chẳng chạy xến miên Chuyện quên sao chỉ sư sàng Trái chén miên mà Xin hỏi siêu thị Ở phía trước phải không Sao chỉ sư sàng thì nó hay nói tắt là sao sư Như vậy là đi siêu thị mua đồ Chúng ta nói là chi Sao chỉ sư sàng mà tung si Cũng có thể nói là chi sao sư Mà tung si Tuy à Trái chén biên tờ Na chua ly treo chéo bằng là cầu vượt. Lý giao chéo biên là bên cạnh cầu vượt. biên ở bên cạnh cầu vượt ở phía trước đấy. Câu 597 Lì sơn sơn Nín hải tiên công nào sư tiên công uh. Chào ông Lý Ông còn làm ở công ty máy tính không vậy? Tiên nào công sứ là công ty máy tính. Câu 598. Tuy à. Tôi ở nơi làm việc 10 mấy năm rồi. Đúng à, tôi ở nơi làm việc 10 mấy năm rồi. Vâng. Tôi làm việc ở đó, nơi làm việc sử mấy năm rồi, mười mấy năm rồi. Câu 599. Ba bà, bà

Chúng ta sẽ đi tìm một khách sạn để đặt một phòng. Đến đây mình xin kết thúc phần 6 trên 20 của chương trình 2000 câu khẩu ngữ hoa Việt thông dụng. Xin cảm ơn các anh chị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Nếu mọi người cảm thấy có ích thì xin vui lòng đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Xin cảm ơn mọi người và chúc mọi người học thật vui.